Phú ông mua đồ cổ. Thế gian này thật nhỏ bé, quanh đi quẩn lại thì mình cũng đi gần khắp cái nước này rồi. Sự đời tinh thông, chẳng có nhẽ gác buông ở nhà làm thầy đồ. Trời ơi, lúc nào cũng tin với chả thông. Thiên hạ có biết bao nhiêu điều, sao mà ông có thể biết tường tận hết được? Bà thì biết cái gì mà nói tôi. Tôi ra đường là ai ai cũng phải kính nể cái sự hiểu biết của tôi đấy nhé. À, bà hôm trước tôi đã dặn bà mua mấy cái bình gốm, bà đã mua chưa? Thôi chết, tôi đoán quá, để tôi sai thằng ở đi mua ngay. Thôi thôi, cứ bảo bà việc gì là quên việc ấy. Hôm nay tôi sẽ đích thân ra chợ chọn mua bình gốm. Tôi sẽ mang về cho bà cái bình gốm tốt nhất ở chợ. Vào cửa hàng nào bây giờ nhỉ? Ông muốn mua gì ạ? À? Tôi muốn mua bình gốm. Vâng, ông muốn loại nào ạ? À? Tôi sẽ tư vấn giúp ông. Tư vấn ư? Thôi, tôi không cần. Cái bình gốm có gì mà cần tư vấn? Để tôi tự chọn. Nhiều bình thế này thì biết lấy chiếc nào bây giờ hả ông? Thì hãy lấy chiếc bình này chạm nhẹ vào chiếc bình khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo thì chắc chắn đó là bình tốt. Còn cách cách là bình lõm. Nhưng chiếc bình anh cầm đi thử phải ra thế. Ông ơi, ra thế là ra thế nào ạ? Ông đã có cách chọn bình gốm tốt. Đi theo ông nào. Vâng ạ. Sao lại đi đường này hả ông? Cửa hàng gốm ở bên kia cơ mà. Về lấy chiếc bình gốm đã nào. Để làm gì hả ông? Cứ đi theo ông rồi sẽ biết. Mời ông vào mua hàng ạ. Để chọn được một chiếc bình gốm tốt thì anh chỉ cần lấy chiếc bình gốm này chạm nhẹ vào chiếc bình gốm khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo thì đó là chiếc bình gốm tốt. Vâng, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Ông đúng là người tài giỏi. Ông ấy giỏi quá. Đúng đấy, hẳn ông ấy là một người sưu tập đồ gốm, am hiểu về gốm. Ấy ấy, mọi người cứ qua lời, chứ tôi cũng chỉ muốn giúp mọi người chọn được một chiếc bình tốt thôi. Đấy, như chiếc bình này là bình lõm rồi, qua chọn chiếc khác nào. Lái đồ rỗm. Ông vẫn chưa ưng chiếc bình nào sao? Ở đây toàn hàng rỗm, chẳng có chiếc nào tốt. Tại sao ông lại khẳng định chắc nịch như vậy? Vì tôi có bí quyết chọn gốm. Bí quyết chọn ư? Đúng vậy, muốn chọn được chiếc bình tốt thì chỉ cần cầm chiếc bình này chạm vào chiếc bình khác. Nếu âm thanh phát ra trong trẻo, hẳn đó là chiếc bình tốt. Còn cạch cạch thì là bình lõm. Vậy ông có chắc chiếc bình cầm trong tay là bình tốt hay không? Tôi nghĩ tôi không chắc chắn đó là chiếc bình tốt. Ông hãy cầm chiếc bình này chạm nhẹ vào chiếc bình khác xem sao. Chắc chắn ông sẽ bất ngờ. Sao lại thế này? Muốn chọn được bình gốm tốt thì ông phải lấy loại tốt đi thử. Chứ ông lấy loại tầm thường đi thử loại tốt thì thấy toàn hàng rõm là đúng rồi. Đúng vậy, thế mà cứ tưởng. Hóa ra cái bình ông ta cầm đi thử là bình gốm. Này các người đừng có mà lừa bịp. Làm sao có bằng chứng chiếc bình của tôi là không tốt? Chỉ có một cách là ông đập cái bình của ông ra để thấy được chất gốm bên trong. Nếu đúng đó là gốm tốt, tôi sẽ đền ông gấp 10. Không được, bình của tôi là bình tốt, không thể đập được. Tại sao tôi phải đập chứ? Ông không dám đập vì bình của ông là bình rỗm, chắc là bên trong xấu và ráp như tổ ông, thế nên chạm vào các bình khác mới nghe lạch cạch như thế chứ. Đúng rồi, đúng là đồ giả mà. Lòng mẹ. Mẹ ơi, những dây bầu đã ra hoa rồi nè mẹ. Năm nay hoa bầu sai quá. Cứ sáng ra lại thấy chúng ngày một khác. Năm nay chắc là nhiều quả lắm mẹ nhỉ? Mẹ con mình chăm sóc thế cơ mà. Vậy là thấm thoát thằng Hùng đã đi vắng hơn chục năm rồi.
giờ lại tới mùa chúng mày ra hoa, ra quả đi. Mẹ, mẹ. Ôi, Hùng, con về rồi đấy hả? Sao dạo này ít về thế hả con? Dạ, dạo này con bận quá mẹ à. Vậy hả? Mà bận gì thì bận, vẫn phải giữ gìn sức khỏe con nhé. Dạ. Bận rộn, thế có thời gian để tâm đến chuyện kia mẹ dặn không? Ờ, chuyện gì ạ? Cha bố anh còn giả bộ, chuyện vợ con chứ còn gì nữa. Dạ, mẹ cứ thư thư đã. Con phải gây dựng sự nghiệp, xây cho mẹ cái nhà đàng hoàng to đẹp, rồi mới tính đến chuyện ấy. Mẹ là mẹ thèm bế cháu lắm rồi. Anh tính sao thì tính. Thôi vào nhà rửa chân tay mặt mũi đi cho tỉnh người. Dạ. Bà Hòa ơi, cắt cho tôi chục quả bầu đi. À, vâng, bác đợi tôi chút. Bầu năm nay sai quá bà nhỉ? Quả nào quả nấy nhìn bóng mỡ thích mắt quá. Vâng, vụ năm nay bầu ngon và đẹp hơn mỗi năm bác ạ. À, đây, em gửi tiền bác. Mai em vào bác lại để cho em thêm chục quả nữa nhé. À, vâng, mai bác cứ vào tôi sẽ cắt cho. Mẹ ơi, con Bảo này. Thôi mẹ đi nghỉ cho khỏe. Suốt ngày mẹ chăm nom, tưới tắm, nắng nôi như thế, mà nào có được bao nhiêu tiền. Anh nói vậy, thuở xưa không có vàng bầu này, có mà anh được như bây giờ chắc. Vâng, thì ngày xưa khác, bây giờ khác rồi mẹ. Nói vậy thôi, chứ bây giờ con đi xa, mẹ có vàng bầu chăm sóc, tưới tắm, nhìn nó ra hoa, đậu quả cũng vui lắm đó con. Nhưng mà mẹ. Thôi mà, mẹ vẫn còn khỏe mà con. Hơn nữa làm việc như thế mẹ thấy vui, mà lại có thêm đồng ra đồng vào giá hơn à. Con không phải lo cho mẹ đâu. Mấy bữa nữa khi công việc làm ăn của con thuận lợi, con sẽ về xây cho mẹ một căn biệt thự thật lớn. Khi đó mẹ cho con dỡ vàng bầu này đi nhé. Ôi dào, biệt thự biệt theo làm gì? Mình mẹ ở hết bao nhiêu mà xây cơ chứ. Con định thành lập công ty thật ư? Vâng, con quyết định dành số tiền có trong tay để cùng anh bạn đầu tư bất động sản. Lĩnh vực này đang rất hot mẹ à, triển vọng lắm. Làm gì cũng nên tính kỹ nghe con. Lĩnh vực mới, kinh nghiệm chưa nhiều, mẹ nghĩ là... Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Bọn con tính kỹ lắm rồi. Chắc chắn thành công chỉ là một sớm một chiều thôi mẹ à. 9, 10, 11... Vàng bầu sai thế mà rồi cũng bán sắp hết. Sao nóng ruột thế không biết. Mấy hôm nay không thấy thằng Hùng gọi điện hay nhắn nhủ gì hết. Hời, không biết có chuyện gì với nó nữa. Mẹ! Hùng, sao thế? Ốm hả con? Sao mặt mũi bơ phờ như vậy? Có chuyện gì thế hả con? Bọn con Hùng vốn làm ăn, nhưng không ngờ đối tác lại là một công ty lừa đảo. Hai đứa bị lừa hết sạch tiền đầu tư, suýt nữa thì dính vào vòng lao lý rồi. Thôi chết, thảo nào mấy hôm nay lòng mẹ nóng như lửa đốt. Mà mẹ đã dặn con rồi, làm ăn phải hết sức cẩn thận. Đúng là bọn con đã vội vàng quá. Giờ con đang lo đến món nợ trước mắt. Con cầm lấy. Đây là... Là số tiền bố mẹ dành dụm tích cóp từ việc trồng bầu bao năm nay. Mẹ, con đã không có cho mẹ thì thôi, sao có thể lấy tiền dưỡng già của mẹ được cơ chứ? Là tiền bố mẹ dành dụm cho con bao năm từ vườn bầu, định để sau này khi con lấy vợ thì sẽ đưa. Nhưng bây giờ có lẽ là lúc cần đến rồi. Mẹ, sao nhiều tiền thế? Gấp gió thành bão con à. Mỗi quả bầu tuy không được là bao nhiêu, nhưng một khi biết dành dụm chắc chiêu thì rồi nó cũng sẽ thành nhiều, giúp ta làm được nhiều mà con. Mẹ, con thật tệ. Mẹ đã nuôi con mấy chục năm rồi mà vẫn chưa một ngày được con báo đáp. Mấy chục tuổi rồi mà con chỉ là một thứ quả xanh non mà mẹ phải chăm sóc lo lắng. Thôi nào, con trai ngốc nghếch của mẹ, hãy gắng làm lại. Cũng như vàng bầu của nhà ta, lại sắp sửa bắt đầu một vụ mới rồi. Chuột sa hũ gạo. Sợ
sao hôm nay về muộn thế con? Ba chưa ngủ sao? Ừ, ba đợi con. Với lại đang đọc tới đoạn rất hay nên không thể dừng được. Ba còn chừa phần cơm cho con đó. Vào nhà thay đồ rồi ăn cơm đi. Dạ thôi, con ăn rồi. Hôm nay con vừa đi chia tay một cậu đồng nghiệp trong công ty, để cậu ta chuẩn bị đi học nghiệp vụ nâng cao ở bên công ty mẹ bên Mỹ ba ạ. Ồ, vậy sao? Quả là một cơ hội tốt. Tốt gì đâu ba. Cái suất ấy lẽ ra cấp trên dành cho con từ chối không đi thì mới tới lượt cậu ấy đấy chứ. Sao con lại từ chối một cơ hội tốt để học hỏi như vậy? Với người khác thì có thể là tốt, nhưng với con thì cũng không phải là tốt nhất ba. Ba thử nghĩ xem, cái vị trí trưởng phòng của con đang được cấp trên tin tưởng, lại đang kiếm tiền tốt. Giờ mà đi, có thằng khác lên thay ngay. Mà mình đi những 2 năm liền, lúc trở về, công ty đã có bao nhiêu là thay đổi rồi. Chắc gì mình còn được như bây giờ. Con thấy hiện tại công việc của mình đang rất ổn, không còn gì đáng mơ ước hơn nữa. Nên cứ an nhàn mà hưởng thế này, cho nó thanh thản ba. Hơn nữa, để sang đấy, lại còn phải mất thêm nửa năm trau dồi tiếng Anh. Những khoản đó mình đều phải tự bỏ kinh phí, công ty chỉ hỗ trợ phần nào. Đấy, ba thấy không, nếu mà con quyết định đi, thì có mà chẳng thiệt đơn thiệt kép. Nhưng ba thấy, hy sinh một số thứ để đổi lại, mình trau dồi thêm rất nhiều kiến thức hữu ích, thì cũng đáng đây chứ con. Ôi ba ơi, thời này không giống như thời của các ba ngày xưa nữa đâu. Suốt ngày trau dồi với nghiên cứu, thời bọn con bây giờ, cái gì cũng phải đặt kinh tế lên đầu tiên. Ba không biết đấy chứ, tuần trước đi họp lớp đại học, biết công việc với thu nhập hiện tại của con, lũ bạn tròn mắt, thèm nhỏ dãi đấy ạ. Nói chung là con cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình và không có nhu cầu thay đổi bất cứ điều gì nữa ạ. Ba thấy con thật chẳng khác nào một con chuột đáng thương khi sa hũ gạo. Ba, sao ba lại nói như vậy ạ? Thì con cứ thử nghĩ xem ba nói có đúng hay không nha. Tìm mãi sao chẳng có gì ăn thế này. Cái nồi này mọi khi hay kho thịt lắm cơ mà, hôm nay chẳng có gì. Hoa mắt chóng mặt quá. Có người. Ít ôi. Ôi, lưu gạo. Nơi này vừa đầy gạo, lại vừa quá an toàn, quá là thiên đường rồi. Ngon quá, thế này mới là sống chứ. Hay chà, đến giờ ăn rồi đây. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, không ngờ sống mình sướng thế. Thôi chết, hết gạo rồi, sao nhanh thế nhỉ? Đói quá, phải ra khỏi đây đi tìm lưu gạo khác thôi. Ôi, trơn quá. Làm sao thoát được khỏi đây bây giờ? Cứu tôi với. Tới đây thì con biết kết cuộc thế nào rồi chứ? Ba, con biết. Chắc chắn nó sẽ chết đói trong cái lưu gạo. Có phải ba đang sợ con cũng sẽ như con chuột kia? Cuộc sống tưởng chừng như đang rất bình yên, nhưng đừng vì thế mà ngủ quên trên nó. Mọi vật, mọi việc đều biến đổi không ngừng. Nếu ta chỉ biết ngồi một chỗ hưởng thụ những thứ có được trước mắt, mà không liên tục học hỏi, làm mới, vận động, thay đổi bản thân, thì sớm muộn gì, ta cũng sẽ trở nên lạc hậu, trì trệ và bị đào thải. Ba hy vọng con sẽ sớm tỉnh ngộ, thay đổi suy nghĩ và biết mình phải làm gì. Ba, con cảm ơn ba đã cho con một bài học lớn. Con biết giờ mình phải làm gì, con thay đổi cũng chưa muộn ba. Phải thế chứ con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.